Thì hôm ngày á thì cô chú và các anh chị xem trên nhiều kênh YouTube cũng biết cái cồn nổi tại Sập Bình Thủy nha. Thì hôm nay Trọng cũng sẽ dẫn cô chú và các anh chị đi xem cái cồn nổi ở Bình Thủy là như thế nào nha. Và thật hư ra sao, câu chuyện thế nào thì xin mời cô chú và các anh chị theo chân Trọng nha. Đây ta đi nhiều hơn nữa ha. Sáng giờ công an đủ rất nhiều về. Ủa vậy hả? Công an không cho xuống hả chú? Lý do sao vô? Đi cho cũng phải sợ nước lớn mấy ông còn ra không cho gì hả? Chết đuối nguy hiểm á ha. Dạ nguy hiểm á. Đã vợ chạy bo bo lên hoài thấy không? Dạ công an này trên đường này đủ mà đâu cho đâu. Chú là dân địa phương ở đây hả chú? Địa phương. Dạ địa phương ở đây cái cột này là nổi mấy bữa rồi chú? Nổi hiện nay là ba bữa đó. Ba bữa nổi cái cột. Mà cái cột này tại sao nổi, con nghe nói là mấy chục năm mới nổi làm không chú? Nổi lên một khoảng thời gian đá banh được luôn. Dạ. Rồi quay qua rồi bắt đầu nó chìm lại, mấy ông lấy cát rồi nó chìm lại. Chìm lại. À. Rồi mấy chục năm sau nó nổi lên lại nữa. Sao là giờ nó không cho lặn nữa, giờ nổi lên. Dạ. Mà không nghe nổi gì á, mình là nó nổi bài cát lên cho chú. Nó hôm trước là nổi là mình dòm thấy cát. Mình dòm thấy cát luôn. Cát. Mình chỉ dòm thấy thôi ha, chứ chưa nổi, chứ chưa nổi lên ha. Dạ. Còn hôm nay thì nổi lên nhiều không? Hôm nay là nước mình nó gông là nó không nổi lên. Dạ. Nước nó chém xuống nó là cát mới gọi là. Dạ. Ở đây thuộc ấp gì xã gì anh ha? Đây chú. Bình Thủy, xã Bình Thủy. Đây là xã Bình Thủy. Xã Bình Thủy huyện gì? Huyện Châu Phú. Huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Dạ. Dạ. Xã Bình Thủy, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Ấp Bình Thới, xã Bình Thủy. Dạ. Dạ. Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Đúng đó, là địa chỉ. Dạ. Rất là ok ở đây. À, cô chú nào á, có dịp thì ở xa nhưng mà chồng không biết thì nó lặn giờ nào nha. Chủ nhật thì có thể ra đây trải nghiệm một trải nghiệm rất là thú vị luôn cô chú và các anh chị. Rồi, em cảm ơn đây. À. Đây đây là trọng zoom lại cho cô chú các anh chị xem nha. Đây là địa chỉ là ấp Bình Phú, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy đúng không chú? Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây cô chú các anh chị. Vì sao ra ta quá đông đi không kìa, đi vô 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 kìa, ngoài kia người ta cắm cồn rồi đó, mà đúng là cồn đó hả? Sao không? Sao không? Ra vô đi ra là 20. Hôm nay đông quá cô chú các anh chị à. Quá. Thì đi đồ ra cô chú ơi. Rồi xuống đây 10.000 nha. Đi lụ vô đi, chuyện lên sạch rồi. 10.000 nha, 10.000. Đang đi xù đi ra cô chú các anh chị ơi. Hôm nay ngày chủ nhật. Khách cũng hơi đông á. Quá đông quá rồi em. Anh đâu đây? Đây hả? Ở đây luôn hả? Bên bờ bên kia. Bên bờ bên kia. Ủa cái cầu này nổi lâu chưa anh? Đây. Mới 2-3 ngày nay vậy anh? Dạ. Trọng Nguyễn Vlog. Trọng Nguyễn Vlog. Trọng Nguyễn Vlog chị. À, Trọng Nguyễn rồi. Dạ. Qua hoài. Kéo lên nè. Đi ra mãi.
Rồi khách thập phương về đây đông, rất là đông luôn cô chú các anh chị. Giờ trọng đang ra cồn nha. Ở trên đổ xuống rồi các anh chị. Ngồi trên cồn rồi thấm xuống nước thở điện thoại luôn. Chơi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm mà gì kỳ vậy trời. Nguy hiểm quá các anh chị không? Để gì một cây cột rất là đông quý vị. Hôm nay chọn là tới cột, tới cột rồi nha. Vô đây anh lấy, vô lấy đây luôn. Cô chú rất là đông quý vị. Sâu gì sâu vậy xuống. Cái này là cô chú là các chị. Khách này đông quá cô chú và các anh chị. Ở đây còn còn nổi ngoài bờ chắc cũng khoảng cây số rồi các anh chị. Bên đây là thuộc bên Bình Thủy nha, bên đầu bên kia là thuộc Phú Tân nha cô chú các anh chị. Em ở đâu đây? Dạ. Em ở đâu? Từ đốc xuống ha. Hôm nay là chủ nhật. Bởi vì cô chú và anh chị về đây rất là đông luôn, cô chú và các anh chị. Rất là vui luôn. Quá đông ra luôn. Dạ. Nhưng mà cái này cũng nguy hiểm nha cô chú và các anh chị, nhất là trẻ em. Yeah.
Trọng thì đem theo đồ nhiều quá nên Trọng không có dám xuống quay nghe cô chú cho anh chị. Ở trong kia là du khách tôi ra rất là đông luôn, các anh chị xuồng phải chạy tới chạy luôn, vô ra được nước. Nhưng mà đi lội bộ thì đi cũng được, vẫn được đó, nhưng mà đi mình không thì đi được nghe cô chú và các anh chị, còn nếu mà ban đầu thì đi không được. Đây là mấy chú đang lội bộ vô. Đây đúng là chuyện lạ luôn á cô chú và các anh chị. Cô với chú tiền về thì đây tấp nập rất là đông luôn. Trong Nguyễn Vlog. Đây mấy em nhỏ ngày ngày chủ nhật. Cha mẹ anh chị rồi ra đây tắm biển, ra đây rất là vô tắm cồn nha cô chú và các anh chị. Rất là vui luôn. Đây là một trải nghiệm thú vị luôn đó cô chú và các anh chị. Giữa sông mà nổi một cái cồn không thể tin nổi. Dạ. Cô ở đây hay sao cô? Cô là người dân ở đây hả? Dạ. Dạ. Lúc 4 năm tuổi ha. Lúc cô ha. Ở đây mấy chục năm rồi con? 52 tuổi. Mấy chục năm rồi cô chú và các anh chị. Là mới nổi mấy ngày nay hay sao cô? Dạ. Rất là vui luôn cô chú và các anh chị. Quá mát luôn. Anh chị em. Dạ tên Trọng Nguyễn Vlog lóc ha chú. Trọng Nguyễn Vlog hả? Dạ. Thấy là lâu chưa? Dạ con cũng mới vừa tới à. Tại vì con hay mấy bữa ngày mà con chưa có biết có lên được. Hôm qua thì Trọng Phú như có quay nè. Dạ. Hôm qua con thấy Trọng Phú lên rồi. Dạ. Có khi nào mà nó nổi lên cao luôn không con? Rồi đó rồi ha, lòi cát lên luôn ha. Dạ. Dạ. Thì là theo cô đây tôi biết là nếu mà nó kém á thì nó lỗi, nó lòi cát lên luôn cô chú và các anh chị. Rất là vui luôn. Mấy
mấy chục năm mới nổi là nghe cô chú cho các anh chị, mà chuyện rất là lạ luôn. Đây là một phần sông ra, bên kia là Phú Tân, còn bên đây là Bình Thủy. Nhưng mà còn nó nổi bên Bình Thủy cách khoảng ra một cây số cô chú cho các anh chị. Đây là du khách ra nha. Đây là các em nhỏ. Mà tấm này các em nhỏ cũng phải có áo phao trang bị cô chú anh chị, chứ ở đây khá là nguy hiểm luôn. Đông lắm cô chú anh chị, trọng thấy trong bờ đổ ra càng ngày càng nhiều luôn. Không biết cùng đợi cô chú chắc anh chị thấy không? Rất là đông. Đây là du khách mới nha cô chú và các anh chị. Còn đây là chị mới đi qua YouTube. Giờ đây thì view trên TikTok là cô chú và các chị nè, không có dám nhảy xuống. Rồi. Sồ bị rất là lắc luôn. Để chồng bỏ bị đồ xuống đây đi, nở cái lọt xuống sông không biết đồ. Càng về chiều á thì cái lượng du khách nó càng đông hơn cô chú và các anh chị. Ở dưới phía dưới này ta gán này chạy lên. Đây. Rất là đông luôn. Sao lắc dữ ta? Chạy đâu? Chạy kéo lên. Cô ở đâu đây? Lăng Sen. Ở Lăng Sen hả? Là cũng ở đây hay sao cô? Lăng Sen xa. Xa lắm hả? Dạ. Cô xuống đây là khoảng mấy chục cây? Đi mấy chục cây số rồi đó. Vậy hả? Rồi đi xe nhà hay sao? Đi xe nhà. Dạ. Đi đông cô? Đi có 2 xe 4 người rồi. Dạ. Đi ra tắt ngắm. Ủa mà sao cô hay mà cô đi? YouTube đó. Mà YouTube này quay ha. Dạ. YouTube quay rồi đi. Dạ. Đi rồi 11 giờ tới giờ mới tới. Dạ. Rất là vui luôn cô chú và các anh chị. Quá vui luôn. Đây có mấy anh đang nhã tiệc ở trên ghe cào đây, cô chú với anh chị khá là đông. Đây. Đưa nó qua bà nội nữa
mấy cô chú đang là chim hoặc là quay video trực tiếp rất là nhiều. Thì du khách ở trong trống thì cũng đổ ra cũng rất là đông cô chú vậy các anh chị. Đây rất là đông. Mấy chục năm mới có một lần là một trải nghiệm khá là thú vị. Càng ngày á càng đông thì cô chú rồi các anh chị. Đây có lề cam, có lề cam hoa trên trời, không biết cô chú và các anh chị thấy không. Rất là vui cô chú các anh chị. Đây là mấy anh YouTube nè. Ủa không biết là tên kênh gì nữa. Tại vì trọng không có xuống được. Đây đây xuồng này rất là lắc luôn á cô chú và các anh chị. Càng về chiều á thì cái lượng du khách ra càng rất là đông nha cô chú và các anh chị. Đây là bạn đồng hành ngồi chung với xuồng với mình nha. Đây là vỏ lãi của mấy anh ở
ở xa, cũng như ở xa nhưng mà có đây định thuê chạy ra thôi cô chú cho các anh chị. Trải nghiệm là thú vị luôn, càng về chiều thì cái lượng khách ra càng ra rất là đông luôn. Ở đây có một chiếc thuyền đang chở khách ra nữa nè cô chú các anh chị, để trọng zoom lại cho các anh chị cô chú các anh chị xem nè. Đây lượng được khách ra rất là nhiều. Mình đi nè cô chú các anh chị, các bờ lù tứ phía vô lại, hoặc là người ta cũng có mướn nguyên một chiếc ghe như vậy, ví dụ như là điển hình như chiếc ghe này đây, đây đồng. Cái cô mấy chú là tắm rồi thì lên ghe đó nghỉ ngơi nghe cô chú cho các anh chị. Bên đây thì cô chú và các anh chị tắm xong rồi đi về. Đây có lượng du khách ra nữa nè cô chú các anh chị. Thì cũng không biết làm sao mà lý giải còn mà lại nổi trên đây, không biết sao mà lý giải nó cô chú anh chị. Cái này khoa học làm sao không biết chứng nhận được, còn chuyện tâm linh đó thì mình nghĩ khác nha. Cô chú nào biết lý giải theo khoa học tại sao mà cái cồn giữa sông lại nổ cái cồn như thế này, cũng có nhiều đêm nghĩ không lý giải cũng không ra được, mà nghĩ chuyện tâm linh đó thì mình nó khác. Trải nghiệm rất là vui cô chú các chị. Hôm nay là chủ nhật nên gia đình có một trải nghiệm khá là thú vị. Thank you.
Đây là lấy cam lên bay của chú và các anh chị. Không biết tên của nào nữa. Có cái lấy cam lên bay nha. Không biết gương lợi của chú. Cô chú và các anh chị có thấy không? Cái gì vậy? Mình già cho chị là sao vậy? Chỗ chấm da ha. Lạ ha. Gia đình mình ở đâu đây? Phú Tân hả? Dạ dạ. Chiều chủ nhật á thì gia đình là kéo ra đây tắm rất là lâu nghe cô chú cho đó anh chị. Rất là mát luôn. Dạ. Ở phía xa xa thì cô chú và các anh chị đang là bộ ra nha. Không rất là cạn á, cô chú và các anh chị. Đây. Cầu đó thì nổi khoảng cách bờ Bình Thủy ra ngoài cầu là khoảng một cây số nha. Trọng độ khoảng ở đó thôi. Đây đây đây. Đây mấy anh chị cô chú đang lội ra rất là đông luôn. Buổi chiều thì cái mực nước nó cạn hơn hay sao đâu cô chú cho anh chị. Rồi rồi rồi. Mình ở đâu đi tắm ở đây đây? Cho thành An Giang ha. Dạ, mình xuống dưới đây cùng chung với gia đình hay sao? Dạ. Coi chừng gớm nè. Gớm là thua luôn á. Coi chừng em chủ. Rồi 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 chờ đi. Trọng Nguyễn Vlog. Trọng Nguyễn Vlog. Trọng Nguyễn Vlog. Dạ đúng rồi. Thì càng về chiều á thì cái lượng du khách ra đây rất là đông cô chú và các anh chị. Không mờ nữa. Đây ở trong mờ cô chú đổ về cũng rất là đông đang chờ đò đưa ra đây cô chú và các anh chị. Miền Tây của mình đó thì cũng có nhiều cái rất là độc lạ nhưng mà cũng rất là thú vị. Tại vì thú vị là khi mà chủ nhật mình thì ở mình đây mình chỉ có bích gia đình thôi. Có ngày chủ nhật thì mình cũng không đi đâu nhưng mà giờ có cồn như thế này hoặc là cái địa danh nào đặc biệt mới phát hiện ở đây thì gia đình sẽ tổ chức. Nếu mà xa thì dưới xe đi, còn nếu mà gần thì mình đi chung một phái đoàn, ví dụ như phái đoàn này là 4-5 xe hoặc là 5-6 xe gì đó, mười người mười mấy người tầm như vậy. Mình đi trải nghiệm nha. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật tổng độ. Đây là ngày nghỉ nhưng mà đây là buổi chiều cũng khá là mát mẻ đó. Bây giờ cô chú đi ra đây rất là đông luôn. Xa xa ở phía dưới á thì cũng có nó nghe cô chú cho các anh chị. Xa quá, không biết rung cụm zoom tới không đó. Đây. Đây đây đây. Rất là xa luôn. Đây là cô chú và các anh chị mới ra nha. Mới ra đây trải nghiệm nè. Đông lắm cô chú và các anh chị. Rất là đông. Ngày chiều thì rất là đông nghe cô chú và các anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tấn đông luôn. Đông lắm cô chú và các anh chị. Cái này là tập trung ở chỗ này vì chỗ này nó cạn hơn cái chỗ khác. Cái chỗ khác đó thì cái mặt nước nó tầm chừng nửa lưng quần. Nửa lưng quần hoặc là ngang ngực. Mình có thể lội ra lội vô chẳng được. Đây là du khách mới tới nữa nghe cô chú và các anh chị. Thì các cô chú và các anh chị đang lội lội vô gọi la thì chẳng được, nhưng mà phải biết lội nha, biết lội nhưng mà trẻ em không có nghĩ để lội nha. Thì cô chú và các anh chị đang lội ra lội vô. Mấy anh mấy chị ở đây đã trải nghiệm xong, giờ đưa vô thì mới bắt đầu rước khách ở trong kia ra cô chú cho các anh chị. Chắc là lâu nữa là vui nha cô chú cho các anh chị. Chú ơi, chú ở đâu đây? Chú ở đâu? Chú giờ ở đây ha. Dạ. Chiều qua đây trải nghiệm luôn hả chú? Dạ. Đây là đò đã đưa vô nghe cô chú nha anh chị. Đây, cô chú và các anh chị trải nghiệm xong thì có đò đưa vô nha. Vô ra là 10.000 nha. Còn cô chú và các anh chị ở ngoài trong phía xa xa trong đó thì cũng đang chờ đò ra nữa nha. Một chuyến vô, một chuyến ra, một chuyến vô, một chuyến ra. Đây. Thì đây là có cô chú và các anh chị với mấy đứa cháu đang mới tới đây. Còn này là ở Bình Thủy nghe cô chú và các anh chị. Ở Bình Thủy. Nhưng mà không biết thuộc huyện Trọng Mớ hay là huyện Phú Tân thì Trọng cũng không biết. Nhưng mà theo Trọng thì Phú Tân thì nó nằm bên bờ bên sông bên kia. Còn bên đây là bên Bình Thủy, thuộc huyện Trọng Mớ cô chú và các anh chị. Thì có màn cảnh sát giao thông lên nha. Cảnh sát đường thủy nha. Rất là đẹp của chú các anh chị. Thì theo cô chú ở đây cho biết á, thì cái mặt nước á, nếu mà mặt nước kém á, thì cô chú với các anh chị thì cái cồn nó sẽ lồi cát lên, lồi cát lên mình có thể đi trên đó được. Còn hôm nay là ngày nước rông nha, nước rông bởi vì cái cồn nó chỉ cạn thôi chứ không thể nào thằng thấy cát được nha cô chú với các anh chị. Các
chú này chú mới ra nha. Chú ở đâu đây? Chú nhận ở đây hay ở đâu chú? Nhận ở đây ha. Cái nhậu hả? Dạ. Đây thì có mấy anh giao thông đường thủy nha. Dạ. Dạ, YouTube chú. Làm không vui không? Dạ vui. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì mặt nước nó hơi cao mà chú. Dạ. Khi nào mà nó lội cắt lên á, mình trải nghiệm nó mới thú vị. Càng về chiều thì khách càng đông nghe cô chú và các anh chị. Nhưng mà khuyến cáo cô chú và các anh chị có đi thì dắt theo con cháu mình thì cho mặc áo phao để bảo đảm an toàn nha cô chú và các anh chị. Tại vì có chỗ cạn, có chỗ sâu chứ không phải mà chỗ nào cũng cạn hết đâu cô chú và các anh chị. Đôi khi mấy cháu nó giỡn hụt giò. Thì xa xa là mấy anh mấy chị đang lội vô nha. Đây mặt nước thì có chỗ cạn có chỗ sâu chứ không phải mà chỗ nào cũng cạn hết đâu chú và các anh chị. Đây. Đó đi vô đi. Rồi đi vô vô. Đó đó. Từ từ nghe. Có lội không? Có lội không? Không. Không có lội luôn hả? Ồ gan trời, không có lội dám đi cồn. Hay em ở đâu đây? Ở đây luôn ha. Người dân địa phương ha. Hay em cũng gan lắm cô chú này các anh chị, không biết lội cũng dám đi cồn nha. Đây có chị gái là đứng trước mình đang livestream nghe cô chú các anh chị. Lấy gì vậy chị? Ở chị chị Facebook hả? Facebook tên gì, có gần công khai không chị? Vậy hả? Chị gái đang phát trực tiếp trên Facebook nha cô chú và các anh chị. Ôi mình lo cấm đầu mình quay có khi nào chìm xù luôn không ta. thấy không thấm rồi đó. Nãy giờ em đâu đi đâu. Xa xa thì có cái lượt du khách đang ra nữa nghe cô chú và các anh chị đã dùng gom lại xem nha. Không biết tới không nữa.
đây. Ở xa thì tới gán này chị ra. Ở trong bờ thì khách đang chờ ra rất là nhiều nghe cô chú cho các anh chị. Đây. Đây chồng dung là cho cô chú các anh chị xem nè. Hình như là hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày chủ nhật, một ngày nghỉ. Nhưng mà trên đây thì vừa mới phát hiện cái cồn thì cô chú và các anh chị gia đình tổ chức lên tặng trải nghiệm khá là thú vị. Đây phía xa xa đây thì cũng có cô chú và các anh chị đang chờ đò đây. Đây mà không biết thấy không nghe cô chú và các anh chị sao trông thấy tối đen à, tại vì đang đứng chán mặt trời á. Kéo cái đít lại đây cho quay cho dễ. Dạ có bao luôn nha anh trai. Ủa anh ơi, cái chèo muốn nó lớn không hay là nó gần nữa ha? Muốn càng lớn rồi đó. Càng lớn rồi nhớ đưa vô lại nha anh. Ủa anh là dân ở đây hay sao anh? Dạ. Ở đây ha, cái gò này mình nổi được mấy bữa anh? Đây là bao bữa. Dạ, bao bữa rồi. Bao bữa gì là nó nổi cồn, là nổi cát lên đó. Dạ. Bao bữa này thôi. Là nó nổi cát lên luôn ha. Dạ. Mấy ngày này là ít rồi. Dạ. Cái này là lý do là thủy triều nó lên hay sao anh? Là nước nước mình nó nhiều đúng không? Dạ. Đó mà tới mà tới mà nước mà đông luôn. Kiểu như là cạn rồi mà hết luôn á. Nó cát lên nhiều lắm. Dạ. Là nó bắt đầu cả tháng mấy rồi nó mới nổi lên được cát anh? Tháng này là tới tháng 3 mình. Dạ. Vậy là khi nào mà thủy triều nó kém á thì cái cầu này nổi cát lên nha cô chú các anh chị. Không là 3 bữa trước là anh nổi càng đi nhà đâu có đủ nước đâu. 3 bữa trước là anh nổi cát lên luôn. Chứ không phải là lửng lửng gì, nổi lên luôn. Cái đó là mình đấu anh được đó phải không anh? Đúng rồi, đấu anh được đó. Ờ, cô chú các anh chị. Đúng rồi. Mấy cái này nước có nhiều rồi nổi lên. Ý em muốn hỏi là nó nổi lên còn cái đất liền chưa? À, nó nổi lên mình đâu đụng nước đâu. Đi tức là trên bờ như là trên bờ. Dạ. Cái này ai là người phát hiện ra cái này á? Dạ cảm ơn anh. Càng về chiều thì cái lượng du khách ra càng rất là đông nghe cô chú và các anh chị. Đây là ở trong bờ nha. Để chung dung nè. Đây. Chị này là dân địa phương ở đây nghe cô chú cho các anh chị. Nhưng mà không gài thì không dám ra, sợ. Đây là du khách đang tiếng ra nghe cô chú cho các anh chị. Càng về chiều thì càng rất là lâu. Đây. Chân đồng. Cạn rồi cưng, cạn rồi không có gì chứ.
Để chút xíu mình kiếm một anh dân địa phương ở đây mình hỏi. Thôi em vô luôn chứ. Rồi đi. Đâu bộ vô. Đó lội theo người ta kìa. Có gì đâu mà ghê. Lội không có gì hết trơn á. Cô ở đâu con? Cô ở đâu đi tắm ở đây? Ở Bình luôn hả? Dạ. Tao dùng thì đẻ hả? Đây là bà cụ, bà ngoại cũng là tống cồn nha, cô chú cho các anh chị. Ngoại đâu ngoại? Dạ. Ngoại ở đâu? Trời đất xuống hả? Dạ. Đây là cái con gái à. Càng chiều quá, càng nhiều chiều quá thì càng đông nghe cô chú rồi các chị. Rồi bà vô đi he, vô he. Rất là đẹp luôn. Đây là anh YouTube. Trong bờ thì con thấy con ở đây hả? Về chuẩn bị đi tắm xong biết lỗi không? Biết hả? Có cho mẹ đi theo không? Vậy hả? Yeah.
Thì buổi chiều ra đây á, cô chú ra đây để giải trí ha, vô luôn. Dạ. Vô dạ. Nhớ cái sao anh? Vô cam chị dạ. Đây đây đây. Có tên gì? Thành Võ Thị Quê. Thành Võ Thị Quê ha. Dạ có gì? Dạ tên cô em á là Trọng Nguyễn Vlog. Tên gì? Trọng Nguyễn Vlog. Trọng Nguyễn hả? Dạ. Vô có thấy á. Dạ. Thì buổi chiều ra đây cũng khá là mát mẻ luôn cô chú và các anh chị, tại vì trời nay thì ít nắng, nhưng mà còn thì hôm nay đúng ngày chủ nhật đó nên gia đình cô chú và các anh chị có sự trải nghiệm rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà bọn trẻ ở đây trọng á thì biết lợi nhưng mà không có xuống được cô chú nha các anh chị, tại vì máy móc xuống sợ nó bị ướt á. Cái đẹp rất là thú vị. Khá là phì luôn cô chú và các anh chị. Nếu mà trong clip này á, cô chú và các anh chị cho Trọng một bình luận nha, tại sao giữa sông mà lại nổi được cái cột như thế này, nhưng mà cách mấy chục năm mới nổi được một lần. Mình nghĩ theo tâm linh đó thì nó khác cô chú và các anh chị, còn mình nghĩ theo khoa học đó là một cách khác nữa. Vô chưa? Vô chưa? Để giữ cho. Tống đi. Đây nè. Rất nhiều chưa, rất nhiều mà các anh chưa tắm luôn rồi chú các anh chị. Hình như là hôm qua là Châu Phú với một hai kênh khác nữa, còn hôm nay là rất là nhiều. Thì càng về chiều á thì thích rất là lâu nghe cô chú và các anh chị, như ở đây game mới lại đây cô chú và các anh chị, cái này mới lại nha. Go.
ở phía xa xa đằng kia thì cũng có một nhóm nha cô chú và các anh chị. Thì chụp giùm lại. Đây. Chắc rồi, rất là nọc. À, thêm một YouTube nữa cô chú các anh chị, mọi chúng tôi với mình. Kênh mình tên gì anh? Chiến miền Tây. Chiến miền Tây ha. Dạ. Rất nông và vui luôn. Xa xa thì một chiếc thuyền bên đây á, cô chú và các anh chị có trang bị một dàn lo trên thuyền nha, cô chú và các anh chị. Đây. Càng về chiều á thì cái lượng du khách càng đông. Ôi quá trời luôn cô chú với anh chị ơi. Không biết cô chú cho các anh chị thấy không, chứ trong bờ, ở trong bờ trông thấy là đang ra rất là đông luôn á. Đây. Dùng là hết mức luôn đó nha. Rất là nhiều du khách ở xứ xa cũng có, Châu Đốc cũng có, dân ở đây cũng có. Đông lắm cô chú cho các anh chị. Đây là cầu Bình Thủy nha, mép bên kia là bên Phú Tân, còn mép bên đây thì bên Bình Thủy. Hình như đây là lầu gạch đó cô chú và các anh chị, lầu gạch hay là nhà máy chẳng cũng không biết nữa. Cũng thấy khối là rất là nhiều luôn. Thì cầu thì nổi bên mép bên Bình Thủy nha cô chú và các anh chị, chắc cách bờ khoảng cây số. Chiều này cho mát thì cô chú ở trong bờ đổ ra rất là đông luôn, là cô chú và các anh chị ơi. Đây xa xa đây rất là đông. Đây là mấy anh YouTube nha. Dạ. Dạ, trọng Nguyễn Vlog.
Dạ. Không, em ở Đồng Tháp. Dạ. Dạ. Anh em mình đăng ký cho nhau đi. Dạ, chiến miền Tây. Dạ, chiến miền Tây. Dạ, dạ. Cái kia rồi. Con là Trọng Nguyễn Vlog. Các anh chị chúc mừng cô bé và các anh chị. Hai cô ở đây. Khỏe nha. Hai cô ở đâu à? Là đây đây. Cũng xin cảm ơn cô Tăng xuống ha. Dạ. Cô chú là. Dạ có và chúc hai cô có một sự trải nghiệm thật là vui vẻ nha. Rất là đông luôn. Dạ. Chúc hai cô nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ.